thì không nợ, nhưng mà mẹ em thì có nợ chị. Mà mẹ em nợ chị tiền gì vậy? Mẹ em hay ra nhà chị mua rượu chịu. Mà em có tiền ở đây không, trả cho chị luôn đi. Anh đợi em một tí nhá, để em vào xin. Ừ thì em vào hỏi đi nha, em đợi ngoài này nhá. Anh chị ơi, em về mấy hôm nhá. Em chào anh chị. Anh ơi, em xin nghỉ được rồi. Thế à? Mình về thôi. Ở đây đi, về mình về luôn nhá. Vâng. Đây một cốc nước đã xong rồi, tí thì phải bỏ cái mũ ra em cho nó mát. À, đây em để đây cho. Rồi, đây để đây. Mà em uống gì đây? Em uống chanh leo ạ. À, rồi thế để anh đi vào anh gọi nhé. À. Chú ơi, cho cháu một chanh leo với cả một cà phê ạ. Chạy cơm ở đâu? Vâng, đây, đây, đưa cháu bê luôn ra dạ. Đây em, chanh leo. Chanh leo đá đấy. Xin. Anh buồn ngủ quá, đi từ sáng giờ chắc là chỉ uống cà phê này cho nó đỡ buồn ngủ ấy. Này, uống nước này xong rồi là lát nữa thì mình đi về. Được, anh cũng hơi sốt ruột vì là đi từ sáng ấy thì anh cũng không nói gì với cả ông bà. Đấy, với cả ông bà, anh sợ ông bà hiểu sốt ruột ấy. Vì là mình chả nói đi đâu ấy. Giờ cũng khá là muộn rồi. Xong uống nước một tí xong rồi chắc về, anh đưa em về nhà xong rồi anh về luôn ra. Vâng ạ. Uống đi. Cô áo, qua gọi em về xem. Này, làm thế này thấy nhớ anh không? Có ạ. Thật đấy. Thật chứ đùa đâu anh nhở. Có khi khéo trên này khéo lại vớ được anh trai phố nào rồi nên á. Vớ gì, có ma nào nhòm ngó đâu anh. Nhớ mỗi anh Duy kia thôi. Thật. Thật. Thế em không sợ là như đâu anh ở quê anh lại đi yêu người khác à? Sợ không? Cũng sợ nhưng mà hai đứa mình đặt niềm tin ở nhau rồi nên em sẽ tin tưởng anh. Ừ, ok. Thật ra thì đấy, như có kể nghe từ hôm đầu ấy thì anh bảo anh chẳng muốn cho em lên phố làm đâu, vì lên trên phố nhiều cái nó không như ở quê mình ấy. Mà em lên đấy anh cũng kể ra là cũng hơi lo lắng một chút đấy, nhưng mà anh vẫn đặt niềm tin vào em. Đừng có phụ lòng anh nhá. Em biết rồi. Uống nước đi xong đi về nhá. Vâng. Về cho sớm. Anh đi xong rồi, anh vào gửi tiền nước nhá. Vâng. Còn ở đấy không hả chị? Chị với anh Duy đang về quê rồi. Ui thế ạ? À? Em tưởng anh chị vẫn còn ở đó thì sang phòng em chơi. Anh chị đang trên đường về quê rồi. Mà em thuê phòng trên phố làm gì vậy? À, em bán váy với cho thuê đồ thời trang cơ mà chị. Vậy à?
Ừ, thế để hôm nào chị lên làm chị sang chơi nhá. Vâng vâng, thế anh chị về đi đường cẩn thận nhá. Mình chuẩn bị về em nhở? Anh ngồi xuống đây em bảo. Hả? À, sao lại có chuyện gì nữa à? Con Lan nó giỏi thật đấy. Sao? Lan làm sao? Em nghe nó bảo nó bán váy với thuê đồ thời trang ở trên phố rồi anh ạ. Ui, thế á? Vâng. Mà thôi, mình đi về cho sớm đi em nhở? Vâng, mình đi về anh đi. Đi. Em lên xe đi. Con chào mẹ. Mẹ đang làm gì đây? Nguyên về đấy à con? Vâng. Cô, con đang làm gì đây? Cô đang cho gà ăn. Dạ vâng. Ui, con gái mẹ về rồi đấy à? Vâng. Ui, sao độ này mẹ nhìn con gầy và xanh xao thế? Con vẫn thế thôi mà mẹ. Ôi, mẹ ở nhà nhớ con nhiều lắm. Con cũng nhớ mẹ, nhớ nhà nhiều lắm mẹ. Đấy, hôm nay cháu đưa Duyên về cho cô đấy, cô thấy vui chưa? Cô vui lắm cháu ạ. Vâng, mà thôi, hai mẹ con có tâm sự gì thì tâm sự đi. Chắc là cháu cũng xin phép cháu về luôn đây. Thế cháu về nhá, hay là ở lại ăn cơm với hai mẹ con cô? Thôi bây giờ chắc có khi là cháu phải về luôn ấy. Bởi vì là cháu cũng đi suốt từ sáng đến giờ rồi ấy. Mà lúc sáng đi thì cháu cũng chả bảo với bố mẹ là đi đâu ấy. Thì sợ ông bà ở nhà cũng sốt ruột. Thì thôi chắc là có khi cháu về luôn đây. Vâng. Anh về luôn đây Duyên nhá. Vâng. Cháu về nhá. Vâng. Anh về cẩn thận nhá. Ừ. Có gì em gọi. Cháu về nhá. Vâng. Anh về đây. Thôi hai mẹ con mình ngồi đây để mẹ hỏi thăm một tí xem nào. Vâng. Thế con đi làm trên đấy có vất vả lắm không con? Đã đi làm không có việc gì là không vất cả mẹ. Mà có vất vả thì con mới kiếm được tiền cho mẹ uống rượu chứ. Sao con lại nói thế? Con nói sai chắc. Con mới đi làm được tháng trời mà mẹ ở nhà đã suốt ngày rượu chè rồi. Mẹ có uống đâu con. Mẹ lại còn cãi à? Thế hôm trước ai say bét nhè để cái Lan phải đưa về? À, hôm nọ thì mẹ buồn quá nên là uống có một tí thôi mà. Mà lần trước mẹ đau bụng mẹ vẫn chưa chừa, mà bây giờ mẹ vẫn còn thích uống rượu. Thôi mà, mẹ biết rồi, mẹ xin lỗi con. Con nói mãi rồi, mà bây giờ mẹ cũng có tuổi rồi. Với lại bây giờ con đi làm xa, mẹ ở nhà cứ uống rượu, nhỡ mà cảm ra đấy thì ai cứu được mẹ. Thôi mẹ biết rồi, mà con đi vào nhà cất đồ đi, xong rồi đi nấu hộ mẹ nồi cơm con nhá. Sao mẹ hãy để ở trong bếp rồi đấy? Vâng. Mẹ à, con đây. Mẹ gọi con có chuyện gì vậy mẹ? Ui, lợn nó đẻ rồi á mẹ. Hả? Vâng, 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 mẹ đợi tí lát con về nhá. Vâng, thế nha mẹ nhá. Chơi, cho em gửi tiền. Hỏi em gì vậy? Thế nghe bảo dạo này em lên phố làm rồi à? Mà em lên phố làm cái gì đấy? Ui, em đi làm thuê thôi chị ạ. À. Ai chả biết là em đi làm thuê, ý chị hỏi là em đi làm công việc gì? Em đi làm phụ quán ăn thôi chị ạ. À. Mà thế làm ở đấy có được nhiều tiền không em? Người ta trả em được 4 triệu một tháng thôi chị ạ. À. 4 triệu là được rồi em ạ, à. Còn hơn ở nhà em chả làm được đồng nào. Thế em về người ta đã trả tiền cho em chưa? Em xin về thăm mẹ nên người ta ứng cho mấy trăm thôi chị ạ. À. Mà em có tiền không cho chị xin? Thế em nợ gì chị à? Em thì không nợ, nhưng mà mẹ em thì có nợ chị. Mà mẹ em nợ chị tiền gì vậy? Mẹ em hay ra nhà chị mua rượu chịu. Mà mẹ em bảo là mấy hôm nữa em đi làm về có tiền thì trả cho chị. Mà em có tiền ở đây không, trả cho chị luôn đi. Thế mẹ em có nợ chị nhiều không ạ? À? Ui giời, có mấy trăm thôi mà. Em cũng đến chịu thật. Thế mẹ em nợ chị bao nhiêu tiền để em gửi? Ui, có 301 thôi mà em.
Đây em gửi chị. Ừ chị xin. Đủ rồi em ạ. Mà vào trong nhà chị ngồi uống nước đã. Đừng nói chuyện từ nãy giờ, quên không được mời nước em vào đây đã. Thôi em về luôn đây. Mà lần sau chị đừng có bán rượu chịu cho mẹ em nữa. Cứ biết thế. May quá, thế là đòi được tiền của nhà nó rồi. Lần sau xuống ba lại bán chịu, đây chả sợ. Lan à? Chị đâu mà lững thững ở đây thế? Mà em đi đâu về vậy? À, em đang ở trên phố thì mẹ em gọi về có tí việc thôi chị ạ. Vậy à, nếu vội thì em về đi kẻo muộn. Ui, cũng chẳng có gì quan trọng đâu chị ạ. Mà chị định hôm nào lên làm lại vậy? Chị cũng chưa biết được như thế nào. Bây giờ mẹ chị ở nhà một mình cứ rượu chè suốt ngày, chị cũng thấy lo lắm. Chị phải tính như thế nào đi chứ, cứ như hôm trước ấy, bà ở nhà sẽ bết tiền lè nhè luôn chị ạ. Ui, hôm đấy em cũng đến mệt rồi bác luôn chị ạ. Mà chị biết không, hôm đấy bà xe bét nhè ra rồi, em đưa bà vào giường nghỉ mà bà vẫn bò dậy để tìm bìa đồ bị nát cơ chị ạ. Ui thế à em? Vâng, nghĩ vừa tức mà vừa buồn cười chị ạ. Đấy, em bảo bà một mình ở nhà mà cứ như thế thì làm sao mà chị yên tâm đi làm. Em bảo, hay là chị tìm cho bác ấy một ông nào đấy bầu bạn, biết đâu bạn ấy quên được rượu thì sao? Gớm, cứ suốt ngày nát rượu như thế thì ai thèm bầu với chả bạn. Biết đâu lại có ông nào hợp thì sao hả chị? À mà chị này, em nghe mẹ em nói là ở trên bản mình ấy có cái ông sáng ông vẫn đang sống một mình đấy chị ạ. Hay là để em bảo mẹ em mai mối cho mẹ chị ông đấy nhá. Biết đâu hai người lại hợp thì sao? Chị cũng chịu thôi. Việc đấy để nói sau đi. Mà em định khi nào lên phố vậy? Chắc mai xong việc ở nhà em lên luôn chị ạ. Mà chị có lên không? Mai đi cùng em luôn. Chị cũng chưa biết được. Thôi có gì tối chị gọi. Thôi em về đi, chị cũng phải đi có tí việc đây. Là cũng cùng đường mà. Chị lên xe đi để em chở chị đi luôn. Thế là chị đi nhờ một đoạn nhá. Vâng chị lên đi. Đi nhá. Ừ, thế em đi đâu sao mà có vẻ vội đấy? Em chạy gấp lên phố cho khách thay đồ anh ạ. Ơ mà anh đi đâu thế? À anh đi bẻ mấy cái bông này về làm cái chổi quét nhà đây em ạ. Mà thế sao em lại đi lên giờ này? Em cũng chẳng muốn lên giờ này đâu anh ạ. Anh bảo sáng ngày vừa về mà bây giờ đã phải lên rồi. Nhưng mà cũng phải chờ lòng khách hàng thôi anh ạ. Ừ thế thôi em đi đi, không cả khách họ đợi sốt ruột. Vâng, thế em đi nhá. Ừ, mà đi đường cẩn thận nhá. Mà em chào anh nhá. Ừ. Phải công nhận là cái Lan này nó cũng giỏi thật đấy. Chúng nó lên phố, chúng nó được ăn học đầy đủ nên là chúng nó cũng nhanh nhẹn thật đấy.